Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 12 tháng 1. Tiến Linh Quang Hải được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất bán kết Á Cup 2022. Bốn cầu thủ Việt Nam có nguy cơ vắng mặt ở chung kết lượt về. Đội tuyển Futsal Việt Nam đi Argentina tập huấn là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Tiến Linh Quang Hải được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất bán kết Á Cup 2022. Ngày 11 tháng 1, trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đã mở cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. AFC đánh giá có một số cầu thủ thi đấu nổi bật trong trận bán kết lượt về, đó là Nguyễn Quang Hải, Ekanit Bania, Nguyễn Tiến Linh và Therathon Bunmathan. AFC đánh giá Quang Hải đã thi đấu khá tốt ở vòng bán kết giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia để ghi danh vào chung kết. Về Nguyễn Tiến Linh, AFC nhận xét, sau trận lượt đi ở Jakarta kết thúc không bàn thắng, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo cần một người đứng lên đưa họ vượt qua thử thách trước Indonesia trong trận bán kết lượt về tại Hà Nội, và người đó là Nguyễn Tiến Linh. Anh đã đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước chỉ sau 3 phút ở trận lượt về với một quyết định đi bóng chuẩn xác, vượt qua hàng thủ Indonesia và ghi bàn vào lưới đối phương. Tiền đạo của BKMX Bình Dương tiếp tục thể hiện kỹ năng để từ chối mọi cơ hội lội ngược dòng của các cầu thủ Indonesia. Tiến Linh được hy vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2022. Bốn cầu thủ Việt Nam có nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết lượt về. Theo điều lệ giải đấu AFF Cup, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ ở vòng bảng trước khi vào bán kết. Tuy nhiên, sau vòng bán kết, các án phạt vẫn sẽ được giữ nguyên mà không được xóa. Điều này cũng đồng nghĩa có tới 4 cầu thủ của Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về nếu phải nhận thêm thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi tới đây. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đang có 4 trường hợp đã nhận một thẻ vàng sau 2 lần trận bán kết vừa qua với đội tuyển Indonesia, đó là Văn Thanh, Hùng Dũng ở trận lượt đi và Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu ở lượt về. Nếu các cầu thủ trên nhận thêm thẻ phạt và vắng mặt ở trận chung kết lượt về diễn ra trên đất Thái Lan thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi đây đều là những nhân tố quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Về phía Thái Lan, họ đang có tới 5 gương mặt trong vòng nguy hiểm khi đều đã lĩnh một thẻ vàng ở bán kết. Do chuyến bay không đủ chỗ cho tất cả thành viên nên đội tuyển Thái Lan chia thành 2 chuyến để đến sân bay Nội Bài. Chiều ngày 12 tháng 1, họ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình lúc 17:45. Đây cũng là buổi tập duy nhất của Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu. Đội tuyển Futsal Việt Nam đi Argentina tập huấn nhằm giúp huấn luyện viên Justori có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng và xây dựng lối chơi cho đội tuyển hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024 và cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024. VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển có thể tập trung thành nhiều đợt khác nhau trong năm 2023. Đợt hội quân đầu tiên bắt đầu từ tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 với tổng quân số là 23 cầu thủ được triệu tập, trong đó có sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới và cầu thủ trẻ, đó là Trần Tuyên, Nguyễn Trần Duy của Sài Gòn FC, Hoàng Sĩ Linh, Nguyễn Văn Tuấn của Thái Sơn Bắc, Nguyễn Văn Cố Phát Cổn của Cao Bằng, Đinh Công Viên, Trần Quang Toàn, Lưu Thanh Bảo của Sahako, Dương Ngọc Linh của Thái Sơn Nam. Rõ ràng tân huấn luyện viên trưởng Justori đang cố gắng tạo ra luồng gió mới vào đội tuyển Futsal Việt Nam, qua đó vừa tạo động lực cho các cầu thủ, vừa từng bước xây dựng lực lượng kế cận để hướng tới tương lai. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày 15 tháng 2. Sau thời gian này, các cầu thủ sẽ được trả về câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho giải Futsal vòng chung kết quốc gia 2023 sẽ khởi tranh vào tháng 3 năm 2023. Đợt tập trung kế tiếp của đội tuyển sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2023. Đây cũng là đợt tập trung mang tính chất bản lề của đội tuyển với chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu dài ngày tại Argentina, Uruguay và Paraguay. Xác định hai cặp bán kết Thiên Long Tournament 2023. Loạt trận cuối cùng của bảng A Thiên Long Tournament 2023 diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 1. Khánh Hòa vượt qua Nam Định với tỷ số sát nút 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của cầu thủ Việt Kiều Pháp Ryan Hà, qua đó chiếm ngôi đầu bảng A. Ở trận còn lại của lượt thi đấu thứ 3, dù dẫn trước 1-0 nhưng với việc chơi thiếu người khiến cho chủ nhà BKMX Bình Dương thất thủ bởi hai bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu, qua đó đánh mất vị trí nhì bảng và nhường quyền vào chơi trận bán kết cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như vậy, sau hai lượt trận vòng bảng, giải Thiên Long Tournament 2023 đã xác định được hai cặp đấu bán kết. Theo đó, vào lúc 16:30 ngày 13 tháng 1, Bình Định sẽ đối đầu với Nam Định trong trận bán kết đầu tiên. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Khánh Hòa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 18:30 cùng ngày. Đà Nẵng và chủ nhà Bình Dương là hai đội sớm nói lời chia tay giải đấu. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 12 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.